Kính thưa quý ông bà và anh chị em Bài đầu tiên con đã nói về tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong cơn đại dịch COVID-19 Bài thứ hai con đã nói về cách cầu nguyện hữu hiệu và phù hợp nhất trong cơn đại dịch Còn hôm nay con xin được nói về mục đích của việc cầu nguyện hay cầu nguyện để làm gì Trước tiên con xin nêu ra một vấn nạn thường được đưa ra khi nói về việc cầu nguyện Vấn đạn đó như sau, Thiên Chúa là cha yêu thương và biết điều chúng ta cần trước cả khi chúng ta cầu nguyện. Vậy vì sao chúng ta phải cầu nguyện? Thiên Chúa biết điều chúng ta cần rồi và Ngài là cha yêu thương muốn ban điều tốt cho chúng ta nữa. Vậy chúng ta cầu nguyện với Ngài để làm gì? Ở đây con xin được trả lời. Thưa thứ nhất, chúng ta phải cầu nguyện đó là vì Thiên Chúa tôn trọng tự do của chúng ta thiên chúa không đối xử với chúng ta như một con robot để ngài ban ơn sắp đặt lập trình sẵn rồi chúng ta cứ vậy mà làm theo không còn chọn lựa nào nữa không thiên chúa không đối xử với chúng ta như vậy thiên chúa đối xử với chúng ta như một con người trưởng thành có tự do có chọn lựa về phần thiên chúa thiên chúa biết chúng ta cần điều gì và ngài cũng sẵn sàng ban điều tốt đó cho chúng ta nhưng về phần chúng ta, chúng ta phải cầu nguyện để thể hiện thái độ ưng thuận, muốn nhận điều tốt từ Thiên Chúa. Đây là lý do thứ nhất. Còn lý do thứ hai, chúng ta phải cầu nguyện với Thiên Chúa vì lời cầu nguyện không có tác động nhiều lên Thiên Chúa cho bằng tác động nhiều lên trên chúng ta. Lời cầu nguyện không phải là những câu thần chú mà có người sử dụng đối với Thiên Chúa đọc đúng những câu thần chú đó bao nhiêu lần thì thiên chúa sẽ ban ơn. Không, không phải như vậy. Hành vi cầu nguyện không phụ thuộc vào việc kể lễ dài dòng hoặc phát minh ra những công thức phép thuật cho phép con người có thể điều khiển thiên chúa theo ý của mình. Chúa Giêsu đã dạy rất rõ về điểm này. Khi cầu nguyện, anh em đừng lãi nhải như dân ngoại, họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Xin nhắc lại Lời cầu nguyện không tác động nhiều lên trên Thiên Chúa, nhưng nó lại tác động nhiều lên trên chúng ta. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu và các thánh tông đồ kêu gọi chúng ta hãy cầu nguyện luôn, chúng ta phải cầu nguyện luôn để chúng ta luôn quay về với Thiên Chúa, mở lòng hướng về sự hiện diện của Thiên Chúa để lắng nghe tiếng Chúa nói với chúng ta, để đặt Chúa vào trong cuộc sống của chúng ta và trong anh chị em chúng ta để kết hiệp chúng ta với thánh ý Thiên Chúa và khi đó nhờ cầu nguyện liên lỉ chính chúng ta sẽ được biến đổi trở nên tốt hơn. Và khi chúng ta được biến đổi trở nên tốt hơn thì mọi việc cũng sẽ được biến đổi trở nên tốt hơn. Khi cầu nguyện, ơn Thiên Chúa ban cho mọi người chúng ta không theo dạng mì ăn liền nhưng là một tiến trình cần có sự cộng tác của mọi người chúng ta. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng một ngày nọ có một lỗ thủng nhỏ xuất hiện trên một chiếc kén một người đàn ông ngồi quan sát hàng giờ cảnh một chú bướm đang cố vật lộn để ép mình chui ra lỗ nhỏ đó nhưng rồi dường như chú bướm đã bị kẹt lại không thể tiến triển được thêm gì nữa có vẻ như con bướm đã cố hết sức và không thể nào chui ra xa hơn được nữa và thế là người đàn ông quyết định giúp đỡ chú bướm Ông ta lấy một cái kéo và cắt tổ kén ra. Chú bướm thoát ra ngoài một cách dễ dàng. Nhưng nó có một cơ thể xưng phòng và đôi cánh nhỏ bé và cong queo. Người đàn ông tiếp tục quan sát vì ông ta hy vọng rằng đến một lúc nào đó đôi cánh cong queo ấy sẽ mở ra và gian rộng để nâng đỡ thân chú bướm và bay lên. Nhưng điều đó đã không xảy ra Thực tế là chú bướm phải sống quãng đời còn lại bằng cách bò lanh quanh với một cơ thể xưng phòng và một đôi cánh cong queo. Nó sẽ chẳng bao giờ bay lên được. Điều mà người là, điều mà người đàn ông làm với tất cả lòng nhân hậu và thiện chí của mình đã không giúp được gì cho chú bướm mà còn làm hại chú bướm. Ông đã không hiểu được rằng chiếc kén chắc và cuộc vật lộn mà chú bướm phải trải qua để chui ra ngoài lỗ nhỏ đó chính là cách mà tạo hóa đã làm để chú để buộc chất lỏng trong mình chú bướm tràn ra đôi cánh nhờ đó nó có thể bay bỗng tận hưởng sự tự do khi thoát ra ngoài đôi khi những hy sinh vất vả trong cuộc sống những cuộc chiến đấu chống lại các cơn cám dỗ những cuộc vật lộn vượt qua gian nan thử thách chính là cái mà con người cần có trong cuộc đời. Nếu Thiên Chúa cho phép chúng ta sống một cuộc đời mà không gặp trở ngại nào, điều đó sẽ làm cho chúng ta què quặt. Chúng ta không thể trở nên mạnh mẽ như chúng ta cần phải có và sẽ không bao giờ có thể bay lên. Nếu chúng ta cầu khẩn sức mạnh thì Thiên Chúa sẽ trao những khó khăn để chúng ta mạnh mẽ lên. Nếu chúng ta cầu khẩn trí khôn, trí thông minh thì thiên chúa sẽ trao những điều rắc rối cho chúng ta giải quyết. Nếu chúng ta cầu khẩn sự giàu có thì thiên chúa ban cho chúng ta sức mạnh của cơ bắp của và trí tuệ để làm việc. Nếu ta cần tính dũng cảm thì thiên chúa trao cho chúng ta những trở ngại để vượt qua. Nếu ta cầu khẩn tình yêu thì thiên chúa cho ta có những người trong cơn hoạn nạn, đau khổ để chúng ta giúp đỡ chúng ta chẳng nhận được gì ta muốn nhưng chúng ta sẽ có tất cả những cái chúng ta cần khi biết cộng tác với thiên chúa trong các cố gắng, chiến đấu và vươn lên hàng ngày. Để lời cầu nguyện thành hiện thực, chúng ta không chỉ dùng lời mà còn dùng chính cuộc sống của mỗi người chúng ta. Điểm thứ ba, chúng ta cần phải cầu nguyện để chúng ta có đủ sức nhận ơn của Chúa. Ơn của Chúa không chỉ là sức khỏe, tiền bạc, danh dự, chức tước mà còn là những điều trọng đại, cao quý, thiêng liêng như đức tin, đức cậy, đức mến hay như ơn khôn ngoan, thông hiểu, lo liệu, sức mạnh, suy biết đạo đức và kính sợ Chúa. Đây là những ơn thường trái với suy nghĩ của con người. Nhưng những ơn này thật sự giúp chúng ta sống hạnh phúc không chỉ ở đời này mà còn hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau không phải dễ dàng gì mà lãnh nhận được những ơn này đâu. Chúng ta phải cầu nguyện để mình được biến đổi hầu xứng đáng lãnh nhận ơn của Chúa. Vì như lời Chúa nói, của Thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liện cho heo, kẻo chúng dày đạp dưới chân rồi quay lại cắn xé. Hơn nữa, chúng ta phải cầu nguyện để chúng ta biết sử dụng những ơn Chúa cho nên. Ví dụ, như một người cha người mẹ muốn trao cho con cái mình một phương tiện nào đó ví dụ chiếc xe chẳng hạn nhưng trước khi trao xe cho con cha mẹ cũng phải dạy con mình sử dụng chiếc xe đó rồi mới trao nếu trao mà không hướng dẫn kỹ đứa con khi sử dụng không biết lái thì không những làm hại chính mình mà còn hại cho người khác nữa ơn của chúa là điều cao quý thiêng liêng không phải ai nhận cũng được ai dùng cũng được chúng ta cần cầu nguyện để biến đổi mình hầu xứng đáng nhận ơn chúa và sử dụng ơn chúa cho nên kẻo khi lãnh nhận ơn chúa rồi chúng ta không sử dụng ơn chúa cho nên chúng ta vừa làm hại chính mình và làm hại người khác nữa để minh họa cho ba lý do cầu nguyện trên đây chúng ta có rất nhiều mẫu gương trong kinh thánh kinh thánh thật sự là quyển sách dạy cầu nguyện tuyệt vời vì nơi đó chúng ta thấy được cách rõ ràng nhất tương quan của con người với Thiên Chúa. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã có loạt bài giáo lý dài nói về các mẫu gương cầu nguyện trong Kinh Thánh. Trong bối cảnh của đại dịch Covid-19 hiện nay thì con xin được trình bày lại một vài mẫu gương cầu nguyện đáng để chúng ta noi theo. Mẫu gương thứ nhất đó là mẫu gương của vị tiên tri Elia vị tiên tri cầu nguyện để xin Chúa thực hiện điều Chúa muốn. Một cuộc một cuộc thi đấu về cầu nguyện nổi tiếng nhất được ghi lại trong Kinh Thánh, đó là cuộc thi đấu giữa tiên tri Elia và 400 thầy tư tế của Ba An trên núi Camelo. Sách các vua quyền thứ nhất chương 18. Hai bên sẽ chuẩn bị một lễ vật xác tế và cầu nguyện vị Thiên Chúa thật sẽ tỏ hiện bằng cách lấy lửa từ trời thiêu đốt của lễ. Đây không chỉ là cuộc chiến giữa Thiên Chúa của Israel là Thiên Chúa cứu độ và hằng sống với thần Ba An là ngẫu tượng, câm lặng và không bền vững. Mà còn là cuộc chiến giữa hai lối cầu nguyện khác nhau. Các ngôn sứ của thần, các vị tư tế của thần Ba An kêu vang lắc mình nhảy khập khiển rơi vào trạng thái kích động đến mức cào suốt cả người bằng gươm giáo đến chảy máu. Họ dùng thân mình và kêu nài thần linh. Tin mình có thể khả năng khiến vị thần linh ấy đáp lời. Việc này cho thấy tính chất lừa mị của ngẫu tượng. Ngẫu tượng do con người nghĩ ra là sản phẩm do con người xếp đặt và dùng sức mạnh của mình điều khiển, cai quản ngẫu tượng đó. Ngẫu tượng phát xuất từ chính con người thì con người có thể dùng nội lực của mình mà điều khiển đây là cách cầu nguyện sai lầm, sự sự lầm lạc khi ngẫu tượng là khi có người thấy mình buộc phải hành động cực đoan trong một nỗ lực ảo tưởng là bắt ngẫu tượng tuân theo ý mình. chính vì thế các thầy tư tế của ba anh đã lao vào hành động gây hại cho bản thân, làm thương tổn thân xác bằng cử chỉ nực cười đến thảm bại, mong thần linh đáp lời để chứng tỏ thần minh của mình sống động. Họ phải để cho mình chảy máu ra Và máu chảy ra là biểu tượng của sự chết Đây là lối cầu nguyện sai lầm Trái với lối cầu nguyện đó Elia cầu nguyện không phải xin Chúa làm theo ý mình Mà xin Chúa thực hiện điều Chúa muốn Dân Israel lúc đó đang lầm lạc chạy theo ngẫu thần Ba An Elia xin Chúa tỏ uy quyền Để cho dân Chúa nhận biết Thiên Chúa là Thiên Chúa thật Và phải tìm lại căn tính của mình là dân của Chúa. Những lời cầu khẩn của Elia dồi dào ý nghĩa và chứa đầy sự tin tưởng như sau. Lạy Chúa là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Israel. Ước chi hôm nay người ta biết rằng trong Israel Chúa là Thiên Chúa và con là tôi tớ của Chúa. Cũng vì lời Chúa phán mà con đã làm tất cả các việc này xin đáp lời con lạy chúa xin đáp lời con để dân này nhận biết chúa là chúa là thiên chúa thật và chúa đã làm cho trái tim họ được hoán cải lời cầu xin của elia là lời cầu xin cho dân nhận biết ai đích thật là thiên chúa của họ và cũng xin cho họ biết lọn chọn lựa dứt khoát mà trở về với chúa qua lời cầu xin của mình Elia xin với thiên chúa điều mà chính thiên chúa muốn thực hiện và chúa đã thực hiện kinh thánh đã thuật lại sau lời cầu nguyện của Elia thì bấy giờ lửa của chúa ập xuống thiêu rụi của lễ toàn thiêu củi đá và bụi cả nước trong mương cũng hút sạch toàn dân thấy vậy liền phủ phục xét đất và nói chúa quả thật là thiên chúa chúa quả thật là thiên chúa Mẫu gương thứ hai là mẫu gương cầu nguyện của cộng đoàn Kitô Hữu Sơ Khai. Trong cơn thử thách khó khăn, cộng đoàn Kitô Hữu Sơ Khai không cầu nguyện cho mình thoát khỏi thử thách khó khăn đó, mà cầu nguyện cho mình có đủ sức làm chứng cho Chúa trong thử thách khó khăn. Sách tông đồ công vụ thuộc lại, sự việc hai tông đồ Phêrô và Gioan bị bắt bởi các ngài đã rao giảng cho toàn thể dân chúng về Chúa Giêsu đã sống lại. Lúc đó, không chỉ có Phêrô và Gioan đang đắp đang lâm cảnh nguy hiểm mới cầu nguyện mà tất cả cộng đoàn cùng cầu nguyện bởi những gì xảy ra cho hai tông đồ cũng liên quan đến toàn thể giáo hội thời đó. Chịu bách hại vì rao giảng Đức Giêsu, cộng đoàn Kitô hữu không những không sợ hãi hoặc chia rẽ, trái lại càng hiệp nhất sâu đậm với nhau trong cầu nguyện. Muôn người như một, họ cùng vang nài xin Thiên Chúa. Nhờ lời cầu nguyện chuyên chăm sự hiệp nhất của các tín hữu ngày càng bền chặt. Càng cầu nguyện với nhau, họ càng bền chặt với nhau. Họ không chút suy giảm. Giáo hội công giáo không hề sợ những cuộc bách hại đã từng phải chịu trong suốt dọc dài lịch sử. Đức Giêsu tại vườn Giê-xê-ma-ni Giáo hội như Đức Giêsu tại vườn giê ma ni giáo hội vẫn luôn vẫn tin rằng Thiên Chúa luôn ở cùng, ban ơn trợ giúp và thêm sức mạnh cho giáo hội. Ở đây chúng ta thấy có một điểm tuyệt vời trong lời cầu nguyện khi gặp thử thách đau khổ, cộng đoàn Kitô hữu đã không xin Chúa ban cho mạng sống của họ được an toàn khi gặp cơn thử thách, cũng không xin Chúa báo thù những kẻ đã giam giữ Phêrô và Gioan mà chỉ xin cho được mạnh dạn loan báo lời Chúa nghĩa là xin cho mình nghĩa là xin đừng cho đừng để mình mất lòng can đảm sống theo niềm tin và can đảm tuyên xưng đức tin trong những thử thách gian nan theo ý con đây là một lời cầu nguyện tuyệt vời mẫu gương thứ ba là mẫu gương của Chúa Giêsu đấng cầu nguyện để lắng nghe lời Chúa Cha nói trong im lặng. Thiên Chúa Cha cũng nói trong sự im lặng của Người. Sự im lặng này là giai đoạn quyết định trong hành trình dương thế của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa bị treo trên cây thập giá, Chúa Giêsu than vãn về sự đau khổ do sự im lặng của Chúa Cha tạo ra. Lạy Cha, lạy Cha, sao Cha bỏ con? cảm nghiệm trên của Chúa Giêsu phản ánh hoàn cảnh cầu nguyện của tất cả những ai cũng phải giáp mặt đó là sự im lặng của Thiên Chúa đây cũng chính là cảm nghiệm của muôn vàng thánh nhân các nhà huyền bí và cả con người ngày nay nữa sự im lặng của Thiên Chúa là một phần trong hành trình cầu nguyện của người Kitô hữu nhưng bằng sự vâng lời phó thác cho đến những hơi thở cuối cùng và trong cõi âm u của sự chết Chúa Giêsu đã nghe được tiếng nói của Chúa Cha trong im lặng và Ngài đã phó mình cho Chúa Cha. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Đây là thời khắc của sự vượt qua, đi từ cái chết đến sự sống đời đời. Nếu không có ngày thứ sáu đau thương thì cũng sẽ không có ngày Chúa Nhật phục sinh vinh quang. Chúa Giêsu giàu là con Thiên Chúa, người cũng phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Do Thái chương 5 câu 8. Và vì bản thân người đã trải qua thử thách và đau khổ nên người có thể giúp những ai bị thử thách. Do Thái chương 2 câu 18. Và Thánh Phaolô đảm bảo với chúng ta rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta sau này. Roma chương 8 câu 18 một khi chúng ta cùng chịu khổ với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được cùng được chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang phục sinh với người. Roma chương 8 câu 17. Xin kính chúc quý ông bà và anh chị em trong mùa chay rất đặc biệt này nhận ra tầm quan trọng của việc cầu nguyện, biết cầu nguyện sao cho đúng ý Chúa, biết tin tưởng phó thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, hầu mỗi người chúng ta sẽ trở nên những chứng tá của Chúa trong lúc khó khăn đại dịch hiện nay amen